Thân ái chào các em. Tuần rồi thầy đã trao đổi với các em về chuỗi có dấu bất kỳ và sự hội tụ tuyệt đối của một chuỗi. Sự hội tụ tuyệt đối của một chuỗi thì dẫn đến hội tụ thường, tức là cái chuỗi bình thường sẽ hội tụ. Và ngược lại, cái chuỗi thường hội tụ thì chưa chắc là cái chuỗi tuyệt đối nó hội tụ. Hôm nay trước khi qua cái bài chuỗi lũy thừa thì chúng ta nhắc lại một số cái tính chất quan trọng khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi có dấu bất kỳ, trước khi chúng ta lại qua cái phần chuỗi lũy thừa. Bây giờ mời các em theo dõi cái phần chuỗi có dấu bất kỳ mà chúng ta cần nhấn mạnh thêm và một vài ví dụ của nó nữa. Mời các em theo dõi trên màn hình. Nếu như chúng ta có lim của trị tuyệt đối của u n cộng 1 chia cho u n lớn hơn 1. Cái này giống như tiêu chuẩn Lambda đó các em. Có chuỗi bình thường đó, ở đây nó có trị đối. Thế nào? Hoặc là lim của căn bậc n của trị đối u n lớn hơn 1. Cái này giống như là tiêu chuẩn Cauchy đó, của cái chuỗi có trị tuyệt đối vậy đó. Nếu như chúng ta có một trong hai cái này thì chúng ta suy ra cái chuỗi sigma UK với K chạy từ 1 đến cộng vô cực là một chuỗi phân kỳ. Các em để ý rằng đây là chuỗi có dấu bất kỳ chứ không phải là chuỗi số dương. Nếu nói là chuỗi số dương á thì cái tuyệt đối này bỏ ra nó chính là nó, và chúng ta có hiển nhiên nó phân kỳ theo tiêu chuẩn D'Alembert và tiêu chuẩn Cauchy. Nhưng ở đây là chuỗi có dấu bất kỳ. Chuỗi có dấu bất kỳ thì nếu chuỗi tuyệt đối của nó hội tụ thì suy ra hội tụ. Chuỗi tuyệt đối của nó phân kỳ thì chưa biết nó phân kỳ hội tụ. Ví dụ như cái chuỗi sigma trừ 1 lũy thừa K chia cho K đó các em. Đó là một chuỗi hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối. Đó, tuyệt đối nó phân kỳ nhưng mà bản thân nó là hội tụ. Nhưng ở đây Cam, nếu Cam có hai điều, một trong hai điều này thì Cam suy ra được là chuỗi phân kỳ. Thì Cam nhớ cái điều này cũng được, và sau đây là chúng ta giải thích cái điều khẳng định của chúng ta này. Các em không nhớ cái giải thích cũng được, nhưng mà các em nhớ hai cái này để các em sử dụng, các em làm bài tập là được rồi. Bây giờ chúng ta giải thích cái lim của n tiến về cộng vô cực tuyệt đối của u n cộng 1 trên u n lớn hơn 1 thì dẫn đến chuỗi phân kỳ này các em. Đó. Giả sử nếu chúng ta có điều này thì theo tính chất của giới hạn, chúng ta sẽ tồn tại một cái n lớn sao cho trị tuyệt đối của u n cộng 1 chia cho u n sẽ lớn hơn 1, tức là cái số a này các em, đây là số a này, với mọi n lớn hơn n lớn. Điều này chúng ta thấy rằng là chúng ta nhân lên đây nè, thì chúng ta có u n cộng 1 chia u trị tuyệt đối u n cộng 1 lớn hơn trị đối u n với mọi n lớn, nghĩa là đây là một dãy dãy tăng, không em, dãy tăng với mọi n lớn, thì do đó u n này nó cũng sẽ lớn hơn u n lớn, nó là với mọi n lớn. Vậy thì chúng ta đây có, đây là một dãy tăng và u n của chúng ta lớn hơn u n lớn, và chúng ta viết lại cái dòng này đó. Chúng ta có u n cộng 1 trị tuyệt đối lớn hơn trị đối của u n lớn hơn trị đối u n lớn với mọi, với mọi lớn hơn không, cái này chúng ta cho là lớn không rồi, lớn không với mọi n lớn hơn n lớn. Điều này cho phép chúng ta khẳng định rằng cái dãy un của chúng ta, tuyệt đối un chúng ta không tiến về không. Chúng ta có nó lớn hơn một cái số hằng số này đi các em, thì điều đó có nghĩa là gì? Hoặc là lim của nó không tồn tại, hoặc là nếu tồn tại thì phải lớn hơn hay bằng un. Mà UN lớn này thì lớn hơn không, do đó hoặc không tồn tại, hoặc tồn tại và lớn hơn hay bằng UN lớn, do đó nó khác không. Và chúng ta nhớ rằng trị tuyệt đối của UN không tiến về không thì tương đương với UN cũng không tiến về không. Điều đó cho phép chúng ta khẳng định rằng chuỗi sigma UK là phân kỳ theo định lý về điều kiện cần của sự hội tụ của chuỗi đó, điều kiện cần của chuỗi hội tụ. Suy ra cái chuỗi này phân kỳ này các em đó.
Đó là chúng ta có lim của trị tuyệt đối u anh cộng 1 chia cho u anh lớn hơn 1 thì dẫn đến chuỗi này phân kỳ, các em nhớ điều đó thôi. Còn cái chứng minh này không nhớ cũng được. Tương tự như vậy, nếu các em có lim của căn bậc n trị tuyệt đối un lớn hơn 1. Đó, nếu chúng ta có cái này là các em đó. Thì chúng ta cũng có chuỗi của chúng ta là phân kỳ. Vì chúng ta giải thích điều đó, giả sử chúng ta có cái này thì tồn tại cái n lớn sao cho theo định nghĩa, theo tính chất của giới hạn đó các em. Căn bậc n tuyệt đối của un lớn 1 với mọi n lớn hơn n lớn. Chúng ta lũy thừa n hai vế của cái bất thức này thì chúng ta được tuyệt đối của un lớn 1 với mọi n lớn hơn n lớn. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trị tuyệt đối của un này hoặc không có giới hạn hoặc tiến về một số lớn bằng 1. Đó nào. Tại u anh lớn bằng v anh thì giới hạn của u anh phải lớn hơn bằng giới hạn của v anh. Giới hạn của v anh là hằng số là 1 rồi. Vậy thì chúng ta suy ra rằng u n trị tuyệt đối của u n không tiến về 0. Từ đó suy ra u n không tiến về 0. Và theo định lý về điều kiện cần của chuỗi hội tụ, chúng ta kết luận rằng sigma uk là một chuỗi phân kỳ, là một chuỗi phân kỳ. Đó, bây giờ các em nhớ là các em có lim tuyệt đối u anh n cộng 1 chia cho tuyệt đối của u anh lớn hơn 1 hoặc là lim căn bậc n của tuyệt đối u anh n lớn 1 thì các em kết luận là cái chuỗi đó phân kỳ không nào, chuỗi đó phân kỳ. Thì các em nhớ cái điều cốt lõi đó thôi, còn những chứng minh thì các em có thể quên đi cũng được. Nó giống như tiêu chuẩn D'Alembert cho chuỗi trị tuyệt đối gì đó, nhưng mà dĩ nhiên là các em suy ra chuỗi tuyệt đối phân kỳ thì chưa chắc cái chuỗi bình thường phân kỳ, nhưng ở đây các em suy ra được luôn là nếu các em có lim trị tuyệt đối u anh n cộng 1 chia u anh lớn 1 hoặc lim căn bậc n trị đối của u anh n lớn hơn 1 thì suy ra chuỗi đó phân kỳ. Và bây giờ chúng ta sẽ xét một vài ví dụ để minh họa cho cái điều mà chúng ta vừa khẳng định ở trên. Mời các em theo dõi tiếp. Giờ chúng ta xét ví dụ là sigma của k bằng 1 tới cộng vô cùng của trừ 1 lũy thừa k, 1 nhân 3 nhân 5 nhân 7, nhân vân vân cho đến 2k trừ 1 chia cho k dây thừa. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn giống như tiêu chuẩn D'Alembert đó các em. Chúng ta lấy lim tuyệt đối của u anh cộng 1 chia u anh n. Trước khi lấy lim thì chúng ta viết lại u anh n là gì đi các em đó. Thật ra không viết cũng được nha, chúng ta ở đây chúng ta viết hơi thừa một chút. Thừa một chút để cho các em dễ hiểu hơn thôi, thật ra các em không cần viết những dòng này. Đó, chúng ta hơi viết thừa một chút u n, tức là thế k bằng n vào đây thôi các em đó, thế k bằng n vào. Thì tuyệt đối nó lên thì cái này tuyệt đối lên bằng 1 bỏ đi. Đó, vậy thôi không có gì cả. Tuyệt đối của n. Thật ra hai dòng này là thừa. Ai cũng biết hai dòng này phải không? Không cần biết cũng được. Đó. Thật ra các em chỉ cần biết cái dòng của trang bên cạnh này. Bây giờ chúng ta qua trang kế tiếp ha các em. Thật ra các em không có viết chữ liêm cũng được, các em viết là tuyệt đối u anh chia u anh n cộng 1 bằng cái gì rồi các em cho mũi tên tiến về cái gì là được rồi. Giờ chúng ta viết liêm cũng được, liêm tuyệt đối u anh cộng 1 chia cho u anh nè, đây là u anh cộng 1 nè các em, chia cho u anh là nhân đảo ngược lên nè, nhân đảo ngược lên. Hai cái này chúng ta đơn giản đi thì tới đây là mất rồi nè, khúc này mất nè, n dây thừa cũng mất luôn, còn ở dưới là n cộng 1, ở trên là 2n cộng 1. Vậy thì chúng ta thấy cái này nó tiến về đâu các em, tiến về 2 không nè, đó, tiến về 2. Đó chúng ta viết lại nó còn là 2n cộng 1 chia cho n cộng 1 thôi. Nó tiến về 2 lớn 1. Do cái khẳng định trên chúng ta suy ra là chuỗi phân kỳ. Nhưng ở đây chúng ta nói thêm nè, nói thêm thôi. Cái này không cần nói cũng được phải không? Có cái này thì suy ra là lim tuyệt đối của nó khác không? Suy ra lim của UK khác không? Tới đây thì theo khẳng định trên là chúng ta suy ra phân kỳ rồi. Chúng ta nói thêm cái này cũng được. Giống như nhắc lại thôi. Không cần nói cái điều này cũng được.
Từ đó chúng ta suy ra cái chuỗi đã cho này này các em, là một chuỗi phân kỳ, là một chuỗi phân kỳ. Suy ra cái chuỗi đã cho là chuỗi phân kỳ. Như vậy là các em vừa dùng một cái tiêu chuẩn giống như tiêu chuẩn D'Alembert dẫn đến cái chuỗi tuyệt đối của nó phân kỳ. Mà chuỗi tuyệt đối của nó phân kỳ thì chưa chắc bản thân nó phân kỳ. Nhưng ở đây thì các em sử dụng thêm tính chất nữa là chứng minh rằng cái UN không tiến về không đó, rồi mới dẫn đến là cái chuỗi nó phân kỳ. Mà các em có thể nhớ là liêm tuyệt đối UN chia cho UN cộng 1 chia cho UN lớn 1 thì suy ra chuỗi đó phân kỳ. Nó gần gần tính chất của tiêu chuẩn của D'Alembert đó các em, đó gần gần như cái tiêu chuẩn đó. Và bây giờ chúng ta xét thêm mấy ví dụ nữa về cái vấn đề này để cho các em quen với cái điều mà chúng ta đã khẳng định ở trên, và từ đó các em nhớ để mà sử dụng. Rồi ví dụ là xét sự hội tụ của chuỗi số sau. Cái chuỗi này mới nhìn vô thì các em có thể là thấy căn bậc n tuyệt đối của UN tiến về mấy các em. Cái này là mất cái k, mất cái này là thành n đó, mất cái bình phương đi đúng không? Tiến về ơ mũ trừ 2 là 1 trên ơ bình phương đó. Còn cái này tuyệt đối lên thì mất cái này phải không các em? Còn cái này là tiến về 9. 9 trên ơ bình phương là lớn 1 đó. Suy ra chuỗi này là phân kỳ. Nhìn vô là thấy nó phân kỳ rồi các em phân nào. Nhưng ở đây chúng ta làm từ từ thôi ha. Chứ thật ra là nếu mà các em nhiều kinh nghiệm á thì các em nhìn vô các em biết chuỗi này là phân kỳ rồi, không cần phải làm gì nữa cả phân nào, đúng không? Nhưng mà thôi ở đây chúng ta giống như đang học mà, chúng ta làm từ từ phân rồi. Bây giờ chúng ta lại viết những dòng thừa này các em, đó vô UN tức là thay chữ K bằng chữ N vào đây thôi nè. Rồi trụy tuyệt đối của UN là mất cái số này đi, tuyệt đối nó lên bằng 1, cho nó bỏ đi, không viết ra nữa. Rồi bây giờ chúng ta có căn bậc n của tuyệt đối UN là các em là bằng 9 chia cho ở bình phương, phải không? Bây giờ chúng ta biết điều đó trước rồi, khi đọc cái đề là biết rồi, phải không? Để chúng ta qua trang kế tiếp. Đó, chúng ta có căn của tuyệt đối của n là bằng căn cái này này các em đó. Căn đi thì cái này mất số n này, cái này mất số bình phương này. Chúng ta bằng liêm của gì? Liêm của 9 nhân cho 1 trừ 2 chia n lũy thừa n. Cái này là tiến về 1 trên tiến về ơ mũ trừ 2 này các em, có dấu trừ này, ơ mũ trừ 2 tức là 1 trên ơ bình phương đó. 9 chia ơ bình phương là lớn hơn 1. Liêm căn bậc n tuyệt đối của n là lớn hơn 1. Theo cái điều mà chúng ta đã khẳng định lúc nãy và đã chứng minh thì chúng ta thấy là chuỗi này, kết luận chuỗi chúng ta là chuỗi phân kỳ, không nào. Suy ra chuỗi đã cho này là một chuỗi phân kỳ, là phân kỳ. Rồi chúng ta xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 tới cộng vô cực trừ 1 lũy thừa k chia cho 5 mũ k của 1 cộng 1 trên k lũy thừa k bình phương. Thì nếu mà UN thì thế chữ này là n này các em. Do đó cái này chúng ta cũng lại dùng tiêu chuẩn căn số của Cauchy phải không? Chúng ta có căn bậc n của trụy tuyệt đối UN là bằng gì? Cái này là 1 rồi, cái này là bằng 1 phần 5 không các em? Còn cái này là còn là 1 cộng 1 trên n, mũ n là tiến về ơ. Do đó căn bậc n của tuyệt đối UN sẽ tiến về ơ chia 5 là nhỏ hơn 1. Suy ra chuỗi này hội tụ tuyệt đối. Hội tụ tuyệt đối hiển nhiên là nó hội tụ. Đó. Thì nhìn vô đây chúng ta biết chuỗi này hội tụ rồi. Nhưng bây giờ chúng ta cũng làm từ từ ha, để cho các em thấy nó dễ dàng hơn. Chứ nếu mà các em có nhiều kinh nghiệm thì các em nhìn vô là biết cái chuỗi này hội tụ tuyệt đối. Bởi vì căn bậc n tuyệt đối của UN tiến về ơ chia 5 nhỏ hơn 1 nên cái chuỗi này hội tụ tuyệt đối, không nào. Đó chúng ta viết một cái dòng cũng hơi thừa là thay chữ k bằng chữ n, tức là UN bằng này này kém. Đó, thay chữ k bằng chữ n vào đây. Rồi trụy tuyệt đối của nó thì
trừ 1 mũ n bằng 1 thôi, còn tất cả giữ nguyên này các em đó. Rồi bây giờ chúng ta lấy liên của căn bậc n của trị đối ưu n này, nó sẽ tiến về ở trên 5 không? Các em theo dõi trang kế tiếp, các em sẽ thấy như vậy. Rồi chúng ta qua trang kế tiếp nha các em. Rồi chúng ta có lim căn bậc n tuyệt đối của UN là bằng lim của 1 chia cho 5 mũ n, 1 cộng 1 trên n để thừa n là bình phương. Các em thấy mất cái số n này, mất số bình phương này phải không? Đó. Bây giờ là bằng lim của 1 phần 5, 1 cộng 1 trên n lũy thừa n. 1 phần 5 chúng ta giữ nguyên nè, đó. Còn cái này tiến về ơ. Chúng ta có ơ trên 5 là nhỏ hơn 1, ơ là 2,71 mấy đó các em đó. Ở trên 5 nhỏ hơn 1. Từ đó chúng ta suy ra chuỗi đã cho chúng ta là một chuỗi hội tụ tuyệt đối phải không? Tức là cái chuỗi này hội tụ này. Sigma tuyệt đối của nó hội tụ thì gọi là hội tụ tuyệt đối đó. Suy ra cái chuỗi đã cho của chúng ta này các em đó. Cái chuỗi này hội tụ tuyệt đối. Nghĩa là sigma tuyệt đối của nó cũng hội tụ, gọi là hội tụ tuyệt đối. Thế nào? Giờ chúng ta xét thêm ví dụ cuối của cái phần này. Trước khi chúng ta qua phần chuỗi hàm và chuỗi lũy thừa. Ví dụ xét cái chuỗi sigma k bằng 2 cho tới cộng vô cùng trừ 1 mũ k, ơ mũ 2k của k trừ 1 chia cho k cộng 1 lũy thừa k trừ 1 nhân với k. Cái này thì chúng ta cũng sẽ dùng cái tiêu chuẩn căn số của Cauchy để các em. Thì trước hết chúng ta có UN là gì nè. Thật ra không cần biết cũng được nhưng mà chúng ta viết hơi thường một chút. UN tức là thế k bằng n vào đây thôi các em. Và cái này đó, cái này các em viết ngược lại. A trên B mũ M chẳng hạn. Thì chúng các em có thể viết lại là 1 chia B trên A mũ M, đúng không? Cái này A trên B mũ M thì các em viết lại là 1 chia cho B trên A mũ M đó, thì các em viết ngược lại thôi. Đảo ngược lại đó mà nghịch đảo lại đó. Giống như là x mũ âm thì bằng 1 chia cho x mũ trừ âm vậy đó. Thì thôi không có gì cả thôi nè. Rồi bây giờ chúng ta lấy trị đối của UN này các em. Chúng ta qua trang kế tiếp chúng ta cũng viết lại cái này thôi. Viết lại cái UN để các em dễ dàng theo dõi hơn phải không? Chúng ta viết lại cái UN ở bên trang người trước đó các em đó. Không nào. Rồi trị tuyệt đối của nó lên thì nó mất cái trừ 1 lũy thừa N thôi đó. Còn cái hồi nãy chúng ta có là gì? N cộng 1 chia cho N trừ 1. Chúng ta viết là N trừ 1 rồi cộng 2 chia cho N trừ 1. A cộng B chia C bằng A chia C cộng B chia C này các em đó. Cái dạng mình vừa rồi chúng ta viết lại thôi, không có gì cả. Không có tính toán gì cả. Nào, nào, nào. Thì cái này các em thấy nè. Nếu mà bỏ cái N này ra thì 1 cộng 2 chia cho N trừ 1 lũy thừa N trừ 1 là một cái dãy tăng và hội tụ về ơ bình phương đó các em đó. Bây giờ chúng ta thấy rằng căn bậc N của trị đối của N tiến về đâu các em? Nó tiến về ở trên là ơ bình phương, dưới là ơ bình phương là tiến về 1 phải không? Tiến về 1 thì chúng ta không có kết luận gì cả phải không? Do đó chúng ta sẽ cố gắng chứng minh rằng là UN của chúng ta không tiến về 0 chẳng hạn. Để khẳng định rằng cái chuỗi này nó phân kỳ phải không? Nói chung là tiến về 1 thì chúng ta không có kết luận tổng quát nào cả. Do đó chúng ta cố gắng tìm một con đường khác. Thì thông thường là chúng ta dùng cái điều kiện cần của chuỗi hội tụ. Chúng ta cố gắng chứng minh rằng UN không tiến về 0. Thì từ đó chúng ta kết luận rằng cái chuỗi sigma UK đó các em là chuỗi phân kỳ. Đó nè. Bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng căn bậc N của trị đối của UN là tiến về 1 rồi đó các em. Đó. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp. Đó ta có lim căn bậc n trị đối của n là bằng 1. Do đó chúng ta không có kết luận tổng quát gì cả. Bây giờ chúng ta đi một con đường khác.
chúng ta sẽ cố gắng chứng minh rằng cái này không tiến về không được kìa. Chúng ta nhìn lại là căn bậc n tuyệt đối UN là bằng E bình phương chia cho 1 cộng với 2 chia cho n trừ 1, rủi thừa n trừ 1. Chúng ta có mẫu số là một dãy tăng nghiêm cách và hội tụ về E bình phương. Do đó cái mẫu số này luôn luôn nhỏ hơn E bình phương. A dương, B dương, A chia B, mà B nhỏ hơn A thì A chia B luôn luôn lớn hơn 1. Do đó cái mẫu số này luôn luôn nhỏ hơn E bình phương với mọi n lớn hơn 1. Thì chúng ta có E bình phương chia cho 1 cộng 2 chia n trừ 1, rủi thừa n trừ 1 này luôn luôn lớn hơn 1 với mọi n lớn hơn 1. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta rủi thừa n lên thì tuyệt đối UN lớn hơn 1. Có nghĩa là UN tuyệt đối UN hoặc không hội tụ hoặc hội tụ và cái giới hạn lớn bằng 1. Có nghĩa là tuyệt đối UN không tiến về 1. Không tiến về 0 cho các em. Có nghĩa là tuyệt đối của UN không tiến về 0. Không nào. Không tiến về 0 thì suy ra cái chuỗi đã cho là phân kỳ. Sau này đó, các em chỉ cần chứng minh là căn bậc n tuyệt đối của n lớn 1 á, với mọi n lớn nào đó thì các em cũng kết luận là phân kỳ. Đó nè. Lim của nó cũng được, mà bản thân nó không lớn 1 thì cũng kết luận là nó phân kỳ. Cái ví dụ này đã khép lại cái phần mà khảo sát sự hội tụ tuyệt đối của một chuỗi, các em, một chuỗi có dấu bất kỳ. Bây giờ chúng ta bước qua một khái niệm mới nữa là chuỗi hàm và chuỗi lũy thừa. Bây giờ cái này dĩ nhiên chuỗi hàm thì nó khó hơn chuỗi số. Chuỗi hàm là nó biến đổi. Còn khi cho x thành một x0 nào đó cụ thể thì chúng ta thành một chuỗi số, chuỗi hàm thành chuỗi số. Chuỗi hàm là coi như nó khảo sát một loạt những cái hàm, một chuỗi của những cái hàm, mà hàm thì khi thế x một số bất kỳ nào đó, cụ thể nào đó thì nó thành chuỗi số vậy đó. Nên chuỗi số là trường hợp riêng của chuỗi hàm vậy thôi. Nên cái nó càng tổng quát thì nó càng khó khăn hơn nha. Thôi nào. Bây giờ chúng ta bước sang định nghĩa về chuỗi hàm, sau đó chúng ta bước qua cái chuỗi mà trọng tâm mà chúng ta cần khảo sát, đó là chuỗi lũy thừa. Và chuỗi lũy thừa là một chuỗi hàm với dạng đặc biệt thôi các em. Đó. Rồi, mời các em theo dõi tiếp cái định nghĩa chuỗi hàm của chúng ta. Bây giờ chúng ta cho một dãy hàm U1x, U2x, vân vân, UNx. Thì ở đây là những số thật này các em, dù U1, U2, UN là những số thật thì nó là một dãy số. Còn đây là U1x là một hàm này, U2x là một hàm, UNx là một hàm. Thật ra chúng ta không viết chữ x cũng được nữa. Thật ra viết chữ x là nó không chính xác, nhưng mà để chúng ta phân biệt rõ giữa hàm với lại vậy số á, nên chúng ta viết x vô thôi. Thật ra viết một cái giá trị x vô thì nó thành một cái số rồi. Còn hàm thì chúng ta viết là F1, F2, Fn vân vân chẳng hạn. Ở đây chúng ta thật ra ký hiệu này là không chính xác lắm, nhưng mà thôi chúng ta miễn là chúng ta hiểu được là được rồi. Chứ đáng lẽ là hàm thì chúng ta ký hiệu là F1, F2, Fn chẳng hạn. Thì chúng ta hiểu rằng đó là hàm. Còn khi chúng ta để một cái số x cụ thể vô thì nó thành số rồi. Đó nè. Nhưng ở đây chúng ta cứ chấp nhận gì đi và hiểu rằng đây là hàm là được rồi. Bây giờ cho một dãy hàm xác định trên một miền D nào đó với D là một tập con của R. R là tập hợp các số thật đó các em. Thì từ dãy hàm này chúng ta thiết lập ra chuỗi hàm, từ dãy số chúng ta thiết lập ra chuỗi số, thì dự dãy hàm chúng ta thiết lập ra chuỗi hàm. Thế nào? Đó. Thì chúng ta thiết lập một chuỗi hàm U1 cộng U2 cộng vân vân cộng UN cộng vân vân đến vô cùng. Thế nào? Thì cái đây là một chuỗi hàm, đây là một chuỗi hàm, đây là một dãy, đây là một dãy hàm. Đây nè, chuỗi thì nó có liên kết bởi những dấu cộng này các em, dãy là những dấu phẩy nè. Đây nè, chuỗi hàm này được gọi là một chuỗi hàm xác định trên miền D, cái miền của cái dãy hàm đó các em, đọc cái miền xác định của dãy hàm.
Cũng tương tự như chuỗi số thì UNX được gọi là số hạng tổng quát của cái chuỗi hàm đã cho này này các em đó. Thì các em để ý rằng là khi thấy x bằng một x rô cụ thể nào đó thì chuỗi hàm sẽ thành chuỗi số. Nên thật ra khảo sát chuỗi hàm cũng là khảo sát chuỗi số mà thôi, với nhiều số, đúng không? Với nhiều chuỗi số cùng một lúc, đúng không? Đúng là khảo sát với nhiều chuỗi số cùng một lúc vậy thôi. Khi thấy x bằng một x rô cụ thể thì chuỗi hàm sẽ thành chuỗi số vậy thôi. Nên cuối cùng khảo sát chuỗi hàm rồi cũng đưa về chuỗi số mà khảo sát thôi các em. Do đó nếu các em nắm vững được chuỗi số thì các em cũng sẽ dễ dàng hiểu được chuỗi hàm. Đây nào. Bây giờ chúng ta có cái định nghĩa miền hội tụ của một chuỗi hàm hay nào, miền hội tụ của chuỗi hàm. Bây giờ cho cái chuỗi hàm sigma k bằng một cái cộng vô cùng của uk này các em, thì tập hợp tất cả các giá trị x sao cho cái chuỗi hàm một này hội tụ, được gọi là miền hội tụ của chuỗi hàm một. Tức là miền hội tụ của chuỗi hàm là tập hợp tất cả các x để cho sigma k bằng 1 với cộng vô cùng u k x là hội tụ. Tức là khi thấy một x cụ thể thì u k x sigma k bằng 1 với cộng vô cùng u k x là một chuỗi số. Đó. Nói chung là tập hợp tất cả các giá trị x để cho cái chuỗi số u k x nè, sigma k bằng 1 tới vô cùng u k x hội tụ thì được gọi là miền hội tụ của chuỗi hàm 1. Ví dụ này các em, ví dụ như cái cho cái chuỗi hàm này đi. Thì các em thấy miền hội tụ của nó là gì nè? Cái này là 1 chia cho k mũ alpha, nó giống như alpha này. Alpha mà lớn 1 thì nó hội tụ phải không? Alpha nhỏ bằng 1 thì phân kỳ. Thì cái chuỗi này nó sẽ hội tụ khi và chỉ khi log x lớn hơn 1, đúng không? Dĩ nhiên là cái này nó chỉ xác định khi x dương thôi các em đó. Cái này không nói cũng được. Cái chuỗi này nó hội tụ khi và chỉ khi log x lớn hơn 1. Log x tức lớn 1 tức là log e này, log x lớn log e tương đương x lớn e. Vậy thì miền hội tụ của chuỗi 2 này nè các em là một cái khoảng mở từ ơ cho đến cộng vô cực, phải không? Miền hội tụ của chuỗi 2 là ơ đến cộng vô cực. Cái này các em có tính chất này là từ chuỗi điệu hòa tổng quát đó các em. 1 trên k mũ alpha nó hội tụ, phải không? Khi và chỉ khi alpha lớn 1 và phân kỳ khi và chỉ khi alpha nhỏ hơn bằng 1. Do đó nhìn vô đây chúng ta biết miền hội tụ của nó là ơ đến cộng vô cực. Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa về miền hội tụ để các em có một khái niệm tương đối đơn giản về cái miền hội tụ. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần chuỗi lý thừa. Thêm ví dụ nữa về cái miền hội tụ này các em. Ví dụ như cái đây là chuỗi hình học này các em, có nào? X mũ k này, nào chuỗi hình học. K chạy từ 0 tới cộng vô cực. Thì cái chuỗi này nó sẽ chuỗi hình học này nó sẽ hội tụ khi tuyệt đối của khi và chỉ khi tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, phải không các em? Đó. Do đó cái chuỗi hình học này nó có miền hội tụ là tuyệt đối của x nhỏ hơn 1 đó các em. Tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, tức là miền hội tụ của nó là khoảng mở trừ 1 1 đó các em. Đó. Hội tụ của chuỗi này là khoảng mở trừ 1 1. Đây là chuỗi hình học. Và cái chuỗi này thật ra các em đã gặp ở lớp 11 rồi, khi các em học cấp số nhân lùi vô hạn đó các em đó. Sigma k bằng 0 tới cộng vô cực của quy mũ k đó các em đó. Với tuyệt đối quy nhỏ hơn 1 thì nó hội tụ đó, lim của Sn nó tiến về 1 trên 1 trừ quy gì đó các em đó, 1 trên 1 trừ quy đó. Miền hội tụ của chuỗi 3 này là khoảng trừ 1 1 phải nè, trừ 1 1. Rồi chúng ta xét tiếp một ví dụ nữa đi các em, trước khi chúng ta lại bước qua định nghĩa của chuỗi lý thừa, phải không? Tiếp một ví dụ nữa. Ví dụ cho cái chuỗi hàm sigma k bằng 1 cái cộng vô cùng của 1 chia cho k mũ 2x
Thì cái này alpha bằng 2x thôi kem, vậy thôi, nó tương tự như cái chuỗi ban đầu thôi, chẳng cái gì hết đó. Thì nó sẽ hội tụ khi mà chỉ 2x lớn hơn 1, đúng không? Tức là x lớn hơn 1 phần 2 vậy thôi. Mình xác định của chuỗi là R, R là tập các số thật đó kem, đó. Chúng ta có chuỗi 4 này hội tụ khi và chỉ khi 2x này này, alpha đóng, đây là chuỗi điều hòa tổng quát. K mũ alpha, ở đây 2x đóng vai trò chỉ alpha. Alpha lớn hơn 1 thì hội tụ đó các em, đó là 2x lớn 1 thì hội tụ, tức là x lớn 1 phần 2. Do đó chúng ta có miền hội tụ của chuỗi 4 là từ 1 phần 2 cho đến cộng vô cực đó các em, thấy nào. Miền hội tụ của chuỗi 4 là khoảng mở 1 phần 2 cho đến cộng vô cực, phải không? Khoảng mở 1 phần 2 cho đến cộng vô cực. Thì dĩ nhiên là miền hội tụ là x lớn 1 phần 2 thôi cũng được các em, không cần nói thêm khúc dưới này, phải không? Miền hội tụ là x lớn 1 phần 2 cũng đủ rồi. Các em chỉ cần nói thế này cũng đủ, không cần nói thêm dòng dưới nữa. À, miền hội tụ là x lớn 1 phần 2 thì nó cũng tương đương với miền hội tụ là khoảng mở 1 phần 2 đến cộng vô cực. Do đó các em nói miền hội tụ là x lớn 1 phần 2 là cũng đủ rồi, không cần nói thêm gì cả cũng được. Đó nè. Rồi ví dụ vừa rồi thì cũng kết thúc cái phần minh họa về miền hội tụ của chuỗi hàm. Bây giờ chúng ta qua cái phần trọng tâm của chúng ta là chuỗi lũy thừa, ok? Thì chúng ta sẽ qua định nghĩa chuỗi lũy thừa và khảo sát miền hội tụ của chuỗi lũy thừa. Chuỗi lũy thừa là một dạng đặc biệt của chuỗi hàm vậy thôi. Chuỗi lũy thừa hay còn gọi là chuỗi hàm lũy thừa. Đó. Bây giờ mời các em theo dõi cái định nghĩa của chuỗi lũy thừa là gì nè, và xét thêm dạng của chuỗi lũy thừa là gì. Bây giờ một cái chuỗi hàm có dạng là sigma k bằng 0 tới cộng vô cực a k x trừ x0 mũ k, thì cái dạng cô động nó chúng ta viết như thế này. Cái dạng tường minh thì chúng ta viết ra là bằng gì? Cho k bằng 0 là a0, k bằng 1 là a1 nhân x trừ x0 mũ 1, k bằng 2 là a2 nhân x trừ x0 mũ 2, vân vân. K bằng n là an nhân x trừ x0 mũ n rồi cộng vân vân. Thì đây là một chuỗi hàm mà cái dạng này được gọi là chuỗi chuỗi hàm lũy thừa, hay gọi tắt là chuỗi lũy thừa đó các em, hay gọi tắt là chuỗi lũy thừa. Dĩ nhiên là ở đây AK thì thuộc R, X0 thuộc R, đó nè. Cái chuỗi hàm mà có dạng như thế này được gọi là chuỗi lũy thừa. Thường thường nó gọi là chuỗi hàm lũy thừa, nhưng mà gọi tắt là chuỗi lũy thừa cũng được đó. Nó là chuỗi hàm lũy thừa. Nó gọi là chuỗi lũy thừa bởi vì những cái số hạng này là các em là những hàm lũy thừa thôi, những hàm lũy thừa thôi. Không. Bây giờ tốt nhất là chúng ta đặt cái này là x lớn chẳng hạn thì nó có dạng còn gọn hơn nữa nè, phải không nào? Chúng ta luôn luôn có thể đặt cái này là x lớn hay là u lớn hay là u gì đó các em, không? Thì chúng ta sẽ có dạng đơn giản hơn, đúng không? Và chúng ta chỉ khảo sát cái dạng đơn giản đó thôi. Đó, chúng ta viết lại cái dạng vừa rồi đó. Nếu chúng ta đặt x lớn bằng x nhỏ chữ zero đi các em, thì cái chuỗi lũy thừa 5 này nè sẽ có dạng là sigma a k x mũ k, phải không? Cái dạng 6, cái dạng này nó gọn hơn bởi vì chúng ta đặt cái này thành là x lớn này các em vậy thôi. Do đó từ nay về sau á thì chúng ta chỉ khảo sát cái chuỗi lũy thừa cái dạng 6 này thôi các em. Còn những dạng này thì chúng ta bằng cách đặt đặt như thế này chúng ta đưa về dạng 6 thôi. Chúng ta không khảo sát dạng 5 nữa, mà chúng ta khảo sát chuỗi lũy thừa ở dạng 6 thôi. Bởi vì dạng 5 này luôn luôn có thể đưa về dạng 6 được, do đó chúng ta không khảo sát dạng 5 nữa. Thì người ta cho dạng 5 thì chúng ta đặt đổi biến, không? Chúng ta đưa về dạng 6. Đặt x bằng x chữ 0 đưa về dạng 6. Vậy thì từ nay về sau chúng ta chỉ khảo sát cái chuỗi lũy thừa dạng 6 thôi, phải không? Bây giờ chúng ta qua một cái định lý hay là bổ đề Abel. Bổ đề này rất quan trọng trong việc khẳng định về cái bán kính hội tụ của chuỗi. Do đó các em chúng ta sẽ xét cái định lý Abel này và nhớ cái định lý này. Thật ra sau này để tìm bán kính hội tụ thì các em không nhớ định lý này cũng được.
Nhưng đây là cái nền tảng để các em hình dung trong đầu tại sao nó có cái bán kính hội tụ, không? Tại sao nó có bán kính hội tụ? Và bán kính hội tụ là nền tảng để đi tìm miền hội tụ của một chuỗi. Và miền hội tụ của một chuỗi thì nó rất quan trọng, tại vì trên cái miền hội tụ đó thì chúng ta mới khảo sát, mới làm việc được. Chứ nó phân kỳ thì coi như chúng ta không biết đường nào để mà tính toán để làm việc với nó cả. Nó phân kỳ thì coi như nó không có nghĩa gì nữa rồi. Nói chung là chúng ta chỉ làm việc và tính toán được với những cái chuỗi hội tụ thôi. Còn những chuỗi phân kỳ thì coi như thua, phải không nào? Tức là nó đi đâu về đâu chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ làm việc được với những cái chuỗi trong cái miền hội tụ của nó mà thôi. Tính toán được trong miền hội tụ. Bây giờ các em xét cái bộ đề ABEN này các em. Bây giờ chúng ta cho cái chuỗi lũy thừa 6 này nè. Nếu cái chuỗi này hội tụ tại một x0 khác không nào đó thì dẫn đến cái chuỗi 6 này sẽ hội tụ tại tất cả các x thỏa tuyệt đối của x nhỏ hơn tuyệt đối x0. Hoặc nói cách khác đi là nó hội tụ với tất cả các x thỏa x thuộc về cái khoảng trừ tuyệt đối với x0 đến cộng tuyệt đối với x0 đó. Nếu nó hội tụ tại x0 thì nó sẽ hội tụ tại tất cả các x thuộc cái khoảng này. Thuộc cái khoảng này hay là nói gọn lại là thỏa điều kiện là trừ tuyệt đối của x nhỏ hơn trừ tuyệt đối của x0 đó các em, đó, tuyệt đối của x thỏa nhỏ hơn tuyệt đối x0. Các em nhớ điều này cũng được. Ở đây sau đây là chúng ta chứng minh cái điều khẳng định này nè, chứng minh cái định lý Abel. Các em nhớ cái chứng minh cũng được và không nhớ cũng được. Thì đây là một chứng minh tương đối dễ và đẹp. À, các em nhớ thì tốt và không nhớ cũng được, không sao, các em chỉ nhớ để sử dụng, định lý để sử dụng là được rồi. Đó nè. Đó, chúng ta viết lại cái chuỗi lũy thừa 6 vào. Nếu mà chuỗi 6 hội tụ tại x0 thì dẫn đến cái số hàng tổng quát của nó là này nè các em, là an x0 n sẽ tiến về 0. Mà các em học lớp 11 rồi đó, một cái dãy mà hội tụ thì nó bị chặn, thế nào suy ra có một số m dương sao cho trừ tuyệt đối của nó, tuyệt đối của cái dãy đó nhỏ hơn bằng m với mọi n. Rồi bây giờ chúng ta viết cái này này về cái dạng này, phải không? Về cái dạng này thì chúng ta phải nhân thêm x0 lũy thừa n và chia cho x0 lũy thừa n để được kèm đó. Đó chúng ta viết an xn là bằng x0 x chia cho x0 lũy thừa n nhân cho ak x0 lũy thừa n là tuyệt đối đó. Chúng ta tách nó ra thôi các em, làm nhân vô đây ra là như cũ thôi. Và cái này thì nhỏ hơn m này các em đó, cái này nhỏ hơn m với mọi n à. Thì theo tiêu chuẩn so sánh này các em, theo tiêu chuẩn so sánh thì các em có là dãy này, cái này nhỏ hơn cái m nhân cho q này, cái này coi như q mũ n này. Mà cái này nhỏ hơn 1 này các em, tuyệt đối của x nhỏ hơn tuyệt đối x0 là cái này nhỏ hơn 1 thì cái này hội tụ. Cái chuỗi sigma này hội tụ, do đó suy ra là hội tụ vậy thôi các em. Đó. Ở dưới này chúng ta ghi dài dòng chút. Phải không? Tức là với mọi x thuộc về khoảng mở trừ tuyệt đối x0 đến x0 thì chúng ta có cái này nhỏ 1 này các em đó. Đó, cái này bằng q nhỏ 1. Mà cái sigma bên này hội tụ, do đó suy ra cái này hội tụ vậy thôi. Và cái sigma bên này hội tụ này các em. Do đó suy ra cái này hội tụ này, đó, vậy thôi. Cái này hội tụ vì cái này là chuỗi hình học đó các em. Nhân hằng số thì bỏ đi đó. Cái này hội tụ, do đó suy ra cái này hội tụ. Chuỗi này hội tụ tuyệt đối với mọi x thỏa cái điều này đó, suy ra cái chuỗi này hội tụ, cái chuỗi này là chuỗi hội tụ tại vì cái này bằng q đó, với q tuyệt đối nhỏ hơn 1, do đó chúng ta suy ra cái chuỗi đã cho này hội tụ. Vậy thì chúng ta kết luận là cái chuỗi đã cho chúng ta là hội tụ với tất cả các x thuộc về khoảng này này đó. Rồi cái định lý này sẽ kết thúc cái buổi học hôm nay của chúng ta. Do đó
Thầy sẽ hẹn gặp lại các em trong tuần tới. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái niềm hội tụ của chùa Lý Thừa. Thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em trong chương trình tuần